lâu năm đó này. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đi câu cá mè và test thính câu cá mè cho các bạn xem nhé. Với test thính thơm từ ngũ cốc các bạn nhé, để đánh cắm chép. Hôm nay thì mình đi câu ở dưới vùng 1 năm các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ra đồ, các bạn cùng quan sát cho vui. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn lại trở về với cái kênh câu cá của mình. Thì hôm nay mình đi câu ở một cái hồ ở dưới 1 năm các bạn nhé. Cái hồ này gần sông Sào các bạn ạ. Hôm nay nhà mình đi câu là chủ đạo là câu cá mè, câu cá trắm, trôi, chép, nói chung được con cá gì là bắt con cá đấy. Trong lúc chờ đợi các câu kia là mình sử dụng câu đài các bạn ạ. Đây là hai thằng bạn của mình, nó đang câu đài. Còn đây là ông anh chủ hồ các bạn nhé. Đó. Thì hôm nay là nhà mình câu đài, thì hôm nay mình sẽ không giấu các bạn nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài mồi câu rô phi cực kỳ đơn giản luôn, cực kỳ hiệu quả luôn các bạn nhé. Giật liên tục, giật cháy lông nét vào mùa đông các bạn nhé, cực kỳ nhạy luôn. Mồi này thì mình câu từ năm ngoái đến giờ rồi, nhưng mà năm nay mới thật sự trải nghiệm được cái mồi này, nó cực kỳ nhạy luôn các bạn ạ. Giật cá liên tục luôn. Các bạn kìa, rô phi dính một lần hai con ở câu lăng xê ống các bạn, phía sau đầu mình. Đó, dính một lúc hai con rô phi to đùng luôn. À, đó. Thì đấy các bạn nhá. Đó, mồi, bây giờ mình sẽ nói về mồi. Mồi các bạn sử dụng cho mình cắm cá nhá các bạn. Cắm cá đậm đặc. Các bạn mua về các bạn xay ra, xay cho nó mịn ra. Sau đó các bạn trộn với hèm rượu. Trộn với hèm rượu ấy. Cái hèm rượu các bạn lấy cái phần bá thôi, chứ đừng có lấy phần nước. Các bạn lấy cái phần bá các bạn trộn lúc nào nó dẻo là được. Khi mà nó đã dẻo rồi các bạn sử dụng thêm cho mình một gói Đức Sơn số 2 để tạo màu, vừa tạo màu vừa tạo mùi. Sau đó các bạn cho vào một cái lọ các bạn ủ. Các bạn cứ để như thế câu quanh năm suốt tháng luôn. Nếu mà các bạn không có cắm cá, các bạn ra tiệm đồ câu mua cho mình cái gói tanh rô phi. Các bạn mua cái gói tanh rô phi, giá của nó đang bán ra thị trường là 25.000 một gói. Các bạn có thể quán đồ câu nào cũng có. Đấy, nên các bạn có thể mua cái gói đấy về để làm các bạn nhé. Nhanh gọn, đơn giản. Đấy, cá giật liên tục, giật cháy lông nách luôn các bạn. Hồ tự nhiên luôn các bạn nhé. Hồ tự nhiên luôn. À, cái gói cá tanh rô phi đấy mình không mang đi ở đây, mình có nghĩa mình trộn xong rồi mình cho vào lọ, cho vào cái lọ mà mình để câu dần. Đây là cái mồi của từ gói tanh rô phi kết hợp với Đức Sơn số 2 các bạn này. Đó, đây nhá, đây là cái tanh rô phi bộ sử dụng, chúng ta sử dụng một gói kết hợp với một gói Đức Sơn số 2 cộng với một bát con cái hèm rượu. Cái hèm rượu ấy các bạn, cái hèm mà lúc mà mình nấu rượu xong còn cái bá đấy. Chúng ta sẽ lấy cái phần bá đấy, lấy phần bá ta, đừng lấy phần nước các bạn nhé. Chúng ta cứ nhào lúc nào mà nó dẻo thôi. Các bạn áp dụng cái mồi này để câu cá trôi và rô phi thì cực kỳ nhạy luôn, bao nhạy các bạn luôn, bao hồ luôn. Đây một bài mồi mình không bán và mình chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể mua và dùng. Còn cái gói mồi tanh rô phi đấy, tất cả quán đồ câu đều có các bạn nhé. Hoặc là cái cắm cá. Các bạn ở miền Nam thì chắc chắn cắm cá thì không còn xa lạ gì nữa. Còn các bạn miền Trung và miền Bắc thì cứ không có thì cứ đặt mua hoặc là mua gói tanh rô phi.
là làm cũng đã được rồi, ok rồi. Đó, hoặc là liên hệ qua mình cũng có các bạn nhá. Mình cũng bán bằng với giá thị trường luôn là 25.000 một gói các bạn nhá. Rồi ok, mình chào các bạn nhá. Các bạn có thể ngồi xem mình câu rô phi tốc độ đang gà thôi, câu bằng V mồi bằng một tay thôi, V mồi bằng hai tay thôi, không phải là cao thủ nhưng mà cũng đủ bắt hết cá ở chỗ này rồi. Mồi này mình không kinh doanh nên là các bạn cứ thoải mái mua mà dùng các bạn nhé. Chào tất cả các bạn, lăng xê mè đã dính được các bạn nhé. Mình sẽ kéo câu cho các bạn xem. Lăng xê mè độ dính tốc độ nhanh hơn là lăng xê mè nội. Các bạn thấy hai cái phao ngoài xa không? Hai cái phao ngoài xa cứ đung đưa mãi thôi, nó không dính câu. Đấy, còn cái lăng xê mè độ thì đã dính. Mình sẽ để máy ở xa, mình quan sát cho các bạn. Cho các bạn quan sát, mình sẽ bắt cho các bạn xem. Tốc độ dính cá cực kỳ nhanh luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt cho các bạn xem nhé. Cái nở chụp cái bên lưới. Có câu nhá, có câu không? Có câu cá. Có lắm các bạn ơi. To rồi. Dính hàng khủng rồi các bạn ơi. Khủng không? Bộ đứa họ đi câu này, đang câu dịch con kẻ con camera này. Mình đang ép nó không nó tua vào cái phao. Hả? Phao mè nổi. Không, bên tay bên chỗ cái nơi bên chỗ con camera này có bộ cói này, con này. Ôi, không phải cá mè, lên một con cá trôi trắng cực kỳ to quá. Lên một con trôi trắng. Lên một con trôi trắng các bạn nhá. Không phải cá mè. Như video hôm qua mình đã nói, mùa này thì nếu mà có câu thì cũng chỉ có cá trôi này nó ăn thôi các bạn. Hả? Con quay bổ á. Rồi con đi rồi. Chỉ bên hay để lưới. Đó, nó đi chanh chanh. Đi chanh chanh cũng đi vang như đó. Mà đang đưa chứ, đưa đi chứ. Đây các bạn nhá, một con cá trôi trắng. Mình sẽ cho vào sọt. Bố lấy đấy nha. Đi sánh đi vang chứ đó. Đây. Nha. Mình thả sọt nó trật ra khỏi sọt rồi các bạn. Chạy mất rồi. Chết thật. Đây là nước sú không phải thấy không? Nắm được đó. Giới thiệu các bạn, đây là cần hai khúc đặc ruột các bạn này. Có độ dài 2m7, một cái độ dài tiêu chuẩn. Và nó có một cái độ cứng là 25-30 các bạn thấy chưa. Cái cục mồi mình to và nặng như thế, nó không thể kéo được cái cần này cong. Nó chỉ kéo nó hơi vọng một tí thôi. Đấy, rất là cứng và chắc các bạn nhé. Cái cần này cực kỳ bền luôn các bạn này. Các bạn nhìn thấy chưa, cái cần này mình câu cho đến bây giờ là 2-3 năm rồi. Sơn bên ngoài là bắt đầu là lấm chấm tróc rồi các bạn này. Nhưng mà cái cần rất là bền và cứng luôn. Cần này rất là sinh viên nha các bạn. Một combo như thế này giá chỉ có 400.000 thôi các bạn này. Đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Các bạn về cứ thế là việc đi câu thôi. Các bạn xem mình ném ra các bạn này. Các bạn thấy chưa? Mình ném cực kỳ xa luôn. Ném cực kỳ xa và thẳng tắp luôn các bạn. Đây là con máy GoPro các bạn nhé. GoPro đây là của thằng em, một fan hâm mộ của mình đã mua tặng cho mình để mình chuyên tâm về làm video. Qua video này mình sẽ rất chỉ là chân thành cảm ơn người em đấy. Mình xin giấu tên người em ấy nhá. Và người em ấy đã tặng mình được 2 hôm rồi, nhưng mà mình chưa biết sử dụng con máy này luôn. Và hai nữa là nó cần phải có một cái thẻ nhớ. Và thẻ nhớ thì mình cũng chưa biết mua cái dòng gì cả, và mình cũng chưa biết sử dụng. Qua cái video này, các bạn ai mà biết cách sử dụng cái máy quay này thì có thể hướng dẫn mình được nhá. Các bạn hướng dẫn qua Zalo của mình theo số 0962116709 các bạn nhé. Đấy, mình rất chi là kết cái máy này. Nó có thể quay được dưới nước luôn các bạn ạ. Rất chi là hợp với mình. Sắp tới đây mình sẽ làm những cái clip gắn máy quay, mình sẽ đặt dưới nước mình câu cho nó hấp dẫn các bạn nhé, đang hot trên thị trường. Bây giờ mình sẽ kéo một thêm một cái câu mè nữa lên để thay mồi các bạn nhé. Trong lúc đó các bạn cứ quan sát hai thằng bạn của mình câu đơn, câu giật cá cháy lung nách luôn các bạn ạ. Mùa này thì rô phi gần như đã đi nằm ổ rồi, nhưng mà khả năng là do cái mồi này nó nhạy quá các bạn, nó cẩu được con cá rô phi lên liên tục luôn các bạn. Đấy, thằng bạn mình nó giật ôi rồi
nó giật nãy giờ chắc có lẽ cả yến cá ở trong cái sọt đấy, hai thằng bạn của mình toàn rô phi cỏ thôi, không phải rô phi lai đâu, nhưng mà giật cháy lông nách luôn các bạn ạ. Cái mồi này cực kỳ nhạy luôn các bạn ạ. Cá các bạn nhá. Câu mô dính ban câu ngoài cung à. Cần là câu lăng xê dính cá các bạn nhé. Và cần mè cũng dính một lúc luôn. Bây giờ mình sẽ câu lấy cần lăng xê trước. Nè ông này. Chẳng bị câu cá to lắm ấy. Còn to nhất thì đi đâu câu gì. Bạn ơi, đây. To lắm các bạn ạ. Đấy. Vượt trong trong giỏ ấy. Hãy cầm quay quay cho đẹp nhé. Một con cá trắm các bạn, một con trắm cọ. Nhỏ con này, con này có 3 cân. Một pha vượt thần thánh. Cắm cỏ tự nhiên các bạn ạ. Đấy hồ thiên nhiên nhá. Ờ đấy. Đấy hồ này hồ cực kỳ thiên nhiên luôn. Đấy hồ này thì hồ cả hồ này thì ngon đấy chứ mà có cái. Đấy này, lại gốc này đột này. Dạ. Một con được cá gặt tắm các bạn ạ. Thật là tuyệt vời. Anh để mày đâu rồi luôn. Mồi rô phi thần thánh. Giật chạy lung lạch. We'll be right back.
cẩu một con cá chép 2 cân lên bờ luôn các bạn này. Cái mồi hôm qua mình câu đấy, mồi này cực kỳ nhạy với chép luôn. Đây là mồi thính thơm các bạn nhé, thính thơm câu lắc xê mùa đông cực kỳ nhạy luôn. Nãy được một tắm rồi, bây giờ một chép các bạn nhé, tuyệt vời ông mặt trời. Đây con cá chép các bạn, đẹp không các bạn? Mình nói là một cân nhưng mà quên, mình nói 2 cân nhưng cái chắc con này được cân như mấy? Ừ, là 1 cân thôi, không có to hơn đâu. Rồi, ok các bạn nhé. Con lên nướng đi. Đây các bạn ơi, cá rô phi nhiều lắm rồi các bạn ạ. Sau khi mà nhà mình câu từ lúc 2 giờ chiều, bây giờ là mấy giờ rồi bạn nhỉ? Gần 4 giờ, 2 tiếng. Này, gần 2 tiếng, bây giờ là 15 giờ 50, gần 2 tiếng. Cực kỳ nhiều luôn. Được chưa bạn? Phạt đến nữa này. Phạt đến nữa là nghỉ các bạn nhá. Mồi thì từ đầu video mình đã nói với các bạn đấy nhá. Này, phạt đến này, cho các bạn xem này. Phá giật trị giá 200 triệu này. Ui, phạt nồng đóng nó nhưng mà xịt. Giờ lên thôi. Đấy các bạn nhá, số lượng cá 6 khí cấu 2 tiếng các bạn này. Nhiều lắm đó. Quá trời ơi. Quá trời ơi. Có cá ca dưới nó rách cái đồng đó. Thấy cái này rính như thằng Hùng rồi đấy. Ôi trời ơi. Phải đem cái bi. Đấy, đấy các bạn nhá. Ôi, nhiều chỉ trí luôn các bạn ạ. Nhiều lắm đó các bạn ạ. Chẳng quá cái vợt ấy hẳn nhìn nó rửa đó, nhiều lắm đó. Mà bưng lên. Lấy cái bi đấy, lấy cái bi nhỏ là bạn vô lấy bi bạn. Lấy cái bi nhỏ đồ có quả chỉ trong đồ đấy. Để cái bi to là mình đừng đô. Một thằng cầm giỏ, thằng cầm lưng sáu mà đổ. Đổ vào hết à? Đổ vô bi hết luôn chứ. Ủa? À rồi à, không lại hết à. Cái chốt chưa? Hả? Chốt rồi, cái đổ ra đó, lười có to quăng xuống. Ờ rồi thì đổ ra đấy, đổ ra đấy. Em tưởng là Hùng lấy hết. Đây. À đây các bạn nhá. Trời ơi, nhiều lắm các bạn ạ. À. Con tổng lên lấy đi chứ, không thả. Lắm lấy lấy chứ. Sớm ngon. Sớm ngon. Cảm tự nhiên đó. Đẩy luôn. Đẩy luôn đi. Đó, ừ. Rồi, rô. Rô lặt con to thôi, con nhỏ thì thả xuống. Toàn rô cỏ thôi các bạn nhá. Toàn rô cỏ. Ơi. 2 tiếng đồng hồ giật cháy lông nách luôn. Hy vọng được cá to thôi. Rồi, đến bây giờ là nhà mình sẽ ăn cá nướng xong là về thôi các bạn. Đây là cá rô phi nướng các bạn này. Mình chỉ ăn cái đầu chạy chạy giòn trước. Cá rô phi nướng ăn được cực đỉnh luôn, cực ngon luôn. Đẹp to rồi. Cầm rong bia đi. Đây, hai con chí. Rô á. Lấy luôn. Con hai con là chết rồi đó.